Hôm nay Thiên Hoàng xin mời các bạn nghe bài viết có tựa đề là Chuyện đi định cư của Đỗ Duy Ngọc. Trong tháng này, tôi tiễn ba gia đình của ba người bạn đi định cư ở nước ngoài. Họ đều là những người thành đạt, giàu có ở Việt Nam, rất thành đạt và tài sản tính đơn vị hàng triệu đô la. Một bạn là doanh nhân, hai vợ chồng có tài sản khá lớn, nhiều bất động sản trên những khu phố vàng của Sài Gòn. Họ có ba đứa con đang tuổi lớn và đã có hai đứa đang học ở Mỹ. Gia đình anh đi diện EB-5 định cư ở Mỹ. Người thứ hai là một bác sĩ, anh là người thầy thuốc giỏi, từng tu nghiệp nhiều nước trên thế giới, tự hào đã nội trú nhiều bệnh viện lớn ở nước ngoài. Ở Việt Nam, anh là bác sĩ có thu nhập khá cao, có biệt thự ở quận 2, có công việc ổn định. Vợ cũng là dược sĩ, có một pharmacy rất đông khách ngay trung tâm Sài Gòn. Anh chị chỉ có một đứa con gái đang chuẩn bị vào đại học. Gia đình anh đi theo diện người chị vợ bảo lãnh đi Mỹ. Hồ sơ đã chờ 13 năm, từ lúc sự nghiệp anh chị chưa có là bao nhiêu. Người thứ ba là anh bạn học chung trường đại học. Năm nay vừa đúng 70 tuổi, đã đến tuổi già. Anh này cũng có một đời sống sung túc ở Việt Nam. Hồi còn tuổi làm việc, anh là một quan chức ngân hàng, vốn là nghề của anh trước 75. Hồi đó, sinh viên ngành ngân hàng tài chánh ở Đại học Vạn Hạnh, tốt nghiệp cử nhân vào năm 71-72, đều được nhận vào các ngân hàng với chức vụ cao, một số làm ngay giám đốc, các chi nhánh. Anh nằm trong số người được giao làm giám đốc. Sau 75, anh tiếp tục cho đến lúc nghỉ hưu. Nghề nghiệp thế nên cũng có thể gọi anh là giàu, có của ăn của để. Có hai thằng con trai, đứa nào cũng thành đạt. Một thằng có chức vụ trong ngành ngân hàng của Việt Nam, đứa kia làm chuyên viên tiền tệ ở nhà băng của Anh Quốc. Nói tóm lại là thuộc giới thượng lưu ở xứ này. Bây giờ anh lại đi định cư ở Pháp theo diện bảo lãnh của người em. Ba trường hợp nêu trên chứng minh họ đi định cư không phải vì sinh kế. Trước đây, ngoài lý do chính trị, đa phần ra đi vì đời sống ở Việt Nam. Thời đấy khổ quá, cả nước đói nghèo. Họ đành rứt áo ra đi, mong có tương lai sáng sủa, sung túc hơn. Còn bây giờ, như ba người bạn tôi đó, họ ở Việt Nam rõ ràng là quá sung sướng về vật chất. Họ chẳng thiếu thứ gì. Gia đình sinh hoạt như là quý tộc, con cái sống như những hoàng tử và công chúa. Hàng năm họ đi du lịch khắp nơi, ở những khách sạn sang trọng, ăn những thức ăn với giá ngất trời, nhưng họ vẫn ra đi. Hỏi chuyện với họ, họ biết ra đi là sẽ gặp không biết bao khó khăn đang chờ trước mắt. Để làm lại một cuộc đời mới trên xứ sở xa lạ không phải là điều dễ dàng. Họ không ảo tưởng về nơi họ sẽ đến vì họ đã từng du lịch qua đấy nhiều lần, biết rất tường tận cuộc sống ở đó với những trở ngại khó lường. Anh bạn bác sĩ bảo rằng anh rất yêu nghề y, nhưng khi định cư, muốn tiếp tục làm nghề anh phải đi học lại. Cũng đã gần qua tuổi 50, ngồi học cũng không phải là điều dễ dàng và để sống anh phải chọn một công việc nào đấy không như ý của mình. Anh bạn doanh nhân dù có nhiều tiền nhưng để hợp thức hóa số tiền lớn đó cho hợp pháp cũng là điều khó khăn. Cho đến bây giờ ngày đi đã đến, anh vẫn chưa hình dung con đường phía trước sẽ như thế nào. Còn anh bạn đồng môn của tôi đã 70, sẽ chẳng có công việc gì dành cho anh nữa, tôi giỡn với anh thôi, thì qua đó chiều chiều đi dạo sông Sen, hay là lên đồi ngắm mây bay, hay ngồi trong khung cửa nhìn đám bồ câu bay lượn, chờ cuối đời nằm trơ trọi ở nghĩa trang xa lạ, hay là trở thành một nhúm tro cốt nằm trong ngôi chùa, hoặc là thả bay trong gió. Anh cười buồn một nụ cười chấp nhận. Ai cũng buồn khi sắp rời bỏ quê hương, ai cũng thấy đoạn đường còn lại cũng lắm gian nan, nhưng ai cũng bảo phải đi, sức chịu đựng đã lên đến đỉnh rồi. Bởi cuộc sống không chỉ là tiện nghi, là vật chất để thụ hưởng, mà cuộc sống còn cần phải có không khí để thở, tự do để sống, thoải mái để sinh hoạt. Sống chứ không phải để tồn tại. Sống là phải biết tương lai và tự mình định được tương lai cuộc đời mình. Những người bạn tôi cho rằng ở lại là chấp nhận những bất công, những điều chướng tai gai mắt mà bất lực chẳng làm chi được. Xã hội tàn nhẫn quá, con người tàn ác quá. Ở lại là chấp nhận bị đầu độc, không chỉ bị đánh thuốc độc ở thực phẩm, ở hơi thở mà còn bị đánh độc cả tư duy. Chưa kể đất nước này, dân tộc này có còn tồn tại được không trước biết bao âm mưu thâm độc của kẻ thù và sự hà hơi tiếp sức
của một bộ phận có quyền lực. Anh bạn già hỏi tôi với ánh mắt buồn rầu, cho thuê đất 99 năm thì nước Việt còn gì, bạn trả lời tôi đi. Anh bạn bác sĩ thì bảo không thể cho các con của mình lớn lên với một tâm hồn bệnh hoạn, một nhân cách méo mó và một cách sống giả tạo dối lừa. Anh hỏi tôi, bây giờ ở Việt Nam có gì là không láo, láo tất. Do vậy tôi phải đi để tôi, gia đình tôi, con cháu tôi được sống và nghĩ suy bằng sự thật không dối lừa. Chúng tôi chọn ra đi như một cách phản kháng trong im lặng và đành bỏ lại những thứ mà chúng tôi sẽ không bao giờ làm lại được ở xứ người. Anh bạn doanh nhân thì bảo rằng, biết con đường trước mặt sau lưng đầy cức thì tại sao không chọn con đường sạch mà đi. Ở đây tôi chỉ đề cập đến chuyện ba người bạn của tôi. Tôi không muốn nói đến những cán bộ, những người đã từng là quan chức của chế độ. Có người từng là tổng biên tập một tờ báo lớn, những người một thời là những người đã từng tham gia hoạt động đấu tranh ở các đô thị miền Nam. Họ hiện đang ở đầy xứ Mỹ, tiểu bang nào cũng có, họ trốn chạy cái gì? Tôi đã từng hỏi thế và họ cũng cười buồn, bỏ qua những tên ăn cắp công quỹ mà trốn chạy. Những người khác đều ôm trong lòng một nỗi thất vọng không nói được. Mà thôi, mỗi người có một cách để chọn, lựa cuộc sống cho mình. Tôi chọn ở lại, các anh chọn đi, đó cũng là chút tự do mỗi người có được chọn cho mình. Ngày xưa chỉ cần rời làng, đã mang tiếng ly hương, xa quê là nỗi đau. Bây giờ người ta ồ ạt tìm mọi cách, bỏ nước mà đi. Có nỗi đau nào hơn cho một dân tộc? Nhưng phải chấp nhận thôi, tất cả các loài hoa đều vươn về phía ánh sáng. Có hoa nào chịu chết rũ héo hon trong bóng tối đâu, và ở trong bóng tối có ai lại không nguyền rủa bóng tối. Chúc những người bạn của tôi bình an và có cuộc sống mới như ước mơ ở xứ người. Các bạn vừa nghe xong một bài viết về những người ra đi định cư. Thật sự đó, Thiên Hoàng thấy là bây giờ đó, lúc trước á thì đi vượt biển thì nói là đi là vì vấn đề chính trị. Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa đâu các bạn. Họ đi là vì họ tìm tự do. Thiên Hoàng có biết một người họ đi qua Canada mà họ cho con cái họ đi theo cái diện gọi là đi đầu tư đó các bạn. Cứ một gia đình như vậy là 150.000 đô la. Mà bà này bà lo cho tới ba gia đình của ba đứa con bà đi. Mà hai gia đình của hai đứa con của bà đã sang được rồi. Còn một gia đình, một đứa con nữa thì không biết là hồ sơ như thế nào thì lại chưa có sang được. Còn hình như là muốn đi Mỹ mà theo diện đầu tư thì theo như Thiên Hoàng biết là khoảng từ 500.000 tới 1 triệu đô. Mà Thiên Hoàng nói thật với các bạn nha, bây giờ mà nói tới triệu đô ở Việt Nam mình nhiều lắm, nhiều người có triệu đô lắm. Và Thiên Hoàng thấy là đâu có nói chi tới những người bình thường đâu. Thiên Hoàng nói thật á, những người mà họ có chức có quyền ở bên Việt Nam á, bây giờ con cái họ cũng ở đây bên Mỹ. Và thậm chí nhiều khi tiền bạc của họ còn đang gửi ở những ngân hàng ở bên Mỹ hoặc là bên Thụy Sĩ nữa. Cho nên là thực sự mà nói á, ai cũng muốn ra đi hết đấy các bạn. Không đi bằng cách này thì người ta đi bằng cách khác. Ngay kể cả những người hiện nay đang lãnh đạo ở trong nước, họ cũng có con cháu, họ cũng ở nước ngoài như thường. Cho nên cái chuyện mà đi ra nước ngoài sống bây giờ nó trở thành một cái nhu cầu rồi. Cho nên là ai cũng muốn đi hết. Bây giờ thì Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.